Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều ngày qua, các tổ giám sát cộng đồng trong công tác phòng chống dịch tại huyện Hòa Vang đã tích cực bám sát địa bàn khu dân cư được phân công để kịp thời giám sát các nguồn lây trong cộng đồng, góp sức mình trong công cuộc chống COVID-19. Hơn tuần qua, cứ mỗi sáng là các thành viên tổ giám sát cộng đồng phòng chống COVID-19 tại các khu dân cư trên địa bàn thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong lại bắt đầu công việc của mình. Thường xuyên hàng ngày là tới là hỗ người dân, thứ nhất là tư vấn họ đeo khẩu trang hoặc là rửa tay trong nhà là đi ra đường rồi đó, là nước trong họ rất chấp hành. Thôn Cẩm Toại Trung có 9 tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch với 18 thành viên. Những ngày qua, các tổ đã tích cực rà soát phát hiện sớm 6 trường hợp đã từng đến các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng trong tháng 7 năm 2020 và tiếp xúc gần với các trường hợp F0, F1 để có biện pháp phòng dịch. Thông tôi là có 9 tổ giám sát cộng đồng và các tổ ra hàng ngày là đến tới từng hộ của mình quản lý để lấy thân nhiệt và tư vấn sức khỏe, và cuối ngày là các tổ đó thông báo về cho thôn và thôn qua tổng hợp và gửi cho tổ giám sát cộng đồng của xã. Là vùng nông thôn, địa bàn các khu dân cư ở huyện Hòa Vang khá rộng, nên vai trò các tổ giám sát cộng đồng rất quan trọng để kiểm soát người ra vào và giám sát phòng dịch, không để lây nhiễm trong cộng đồng. Số cán bộ trong tổ là những người sinh sống trực tiếp trong dân cư và nắm rõ nhất địa bàn, di biến động của từng cái thành phần trong cái tổ dân cư đó. Vì thế nên qua cái hoạt động của tổ góp phần là kịp thời báo cáo cho ban chỉ đạo xã những cái trường hợp mà có nguy cơ và tiếp xúc với những trường hợp lây nhiễm và những trường hợp F1, F2 thì người ta là xuất hiện ngay. Với việc chủ động trong công tác giám sát, theo dõi sức khỏe cộng đồng, kịp thời phối hợp can thiệp y tế phù hợp, các tổ giám sát cộng đồng phòng chống COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Vang đã góp phần chung tay khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.